Ngon nhỉ? Ngon đấy. Ăn đồ Âu trừ lương mày mua đồ Âu. Đây, Mama Cuisine, đồ Âu ship tận nhà chuyên nghiệp. Wow, ngô nướng, salad xanh gì luôn. Đặc biệt là quả sườn này, nó bóng bẩy, nó lộng lẫy, nó đẹp. Các bạn đổ sốt lên sườn này. Nó là sườn đấy các bạn ạ. Vừa chín tới luôn ạ. Mềm, ẩm, không bị khô. Mùi xốp chua, ngọt, thơm điếc mũi. Nó ngon như là nước da thơm của cô gái mới lớn vậy. Có cả nạc mỡ xen lẫn nhau. Nó không bị ngấy, không béo. Nó ngon, nó không bị dai. Giải ngấy, giải ngấy. Tuyệt vời. Thêm chút ngô nướng. Nó ngọt, nó ngon cực kỳ. Tôi là một đứa đi ăn cực nhiều. Các bạn có thể thấy là tôi làm bún chả, tôi làm đồ ăn từ Âu sang Á. Mà tôi cảm thấy là cái này nó chuẩn Âu cực kỳ. Cái này mà mua tặng bố vợ hay tặng đối tác thì quá là ngon lành cảnh đào. Nên múc, ngon quá. Long Khoa Học, review ẩm thực khoa học.